không biết có trường hợp nào bị khiếm thính mà không thể nghe được âm thanh trong hoàn cảnh đặc biệt không? Anh không thể nghe được âm thanh trong trường hợp nào vậy? Trong khi vận động. Cái tên ca sanh hết thiệt tình à. Kêu cậu ta viết nhật ký cứu hộ để ký rồi mà còn không thèm nộp nữa chứ. Phát triển Na Sơn Bắc Hương Xuân. Đại diện công ty phát triển Na Sơn Bắc Hương Xuân. Mấy thằng nhóc ăn đất này mà đòi ăn cả rừng mi rơn sao? Ngoài mình và chân dân che ra, quanh đây không có ai lắp wifi hết. Nhưng lại bắt được sóng của wifi lạ ở nơi hẻo lánh này sao?